Chào vâng, em Hoàng xin thân mến kính chào tất cả các bác và anh em. Trong video clip này, em cập bến thêm được một đi chợ để cho tất cả các bác lựa chọn nâng cấp phối ghép cho hệ thống audio của mình nhé. Em về được đó là dòng dây tín hiệu quân sự cắt mét này, jack AV, lọc nguồn và những bộ dây AV, dây ba lăng, dòng dây quân sự nhé. Và mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em theo hai số điện thoại là 0969 569 157, 0962 182 145. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra ok, đúng hàng rồi mới thanh toán nhé. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cũng như là báo giá tới tất cả các bác những dòng sản phẩm trong video clip này. Chiều nay thì vừa về thêm được tầm khoảng là hơn 100 mét dòng dây tín hiệu quân sự nhé. Đây là một dòng dây mạ bạc, thiết kế nhỏ gọn nhưng chất lượng âm thanh rất là hay, rất là trong trẻo nha. Các bác có thể nhìn thấy này, lớp mát chống nhiễu của dòng này cực kỳ là dày dặn nha, rất là dài. Và bên trong thì nó sẽ có 3 loại dặn nha, 3 loại đồng mạ bạc. Có dây dù này. Đó, và dây này thì cầm trên tay thì rất là mềm nha, rất là mềm. Lõi cầm rất là sướng luôn. Độ chống nhiễu cực kỳ là cao. Đặc trưng của dòng dây quân sự này thì để cho tất cả các bác thi công dây AV, dây ba lăng. Và nó sẽ hỗ trợ tốt nhất là ba dải, nhất là dải cao. Tiếng sáng, chi tiết và cho độ trong trẻo cực kỳ là cao nhá. Đây, các bác nhìn này, mềm lắm các bác, cực kỳ là mềm. Và đặc trưng của dòng dây quân sự thì nó thiết kế rất là bé nhá, không có hầm hố, không có lớn. Nên những bác nào mà thích dây lớn thì chúng ta không nên lựa chọn dây này. Dây này bé thôi, nhưng chất lượng âm thanh những bác nào chơi dây quân sự thì cũng biết rồi. Tiếng cực kỳ là sáng và rất là trong trẻo nha. Và loại dây quân sự này em về được này. Đó, và em phân phối cho tất cả các bác chỉ có 80.000 đồng một mét thôi nha các bác, 80.000 một mét. Anh em nào lấy số lượng thì liên hệ cho em nhé. Có số lượng cho anh em đấy. Đó, dòng dây quân sự rất là đẹp nha. Còn đây là dòng jack AV này. Jack AV của hãng Zen. Đây là một thương hiệu con của Neutrit nhé. Thương hiệu con của Neutrit. Loại này em bán là 75.000 đồng một cặp nha các bác. 75.000 đồng một cặp. Đây, dòng jack mạ vàng. Và đây là bên trong này. Đó, bên trong thì công dây thì cực kỳ là dễ rồi, rắc về rất là nhiều này. Đây, dòng rắc quảng gen, thương hiệu con của Neutrit, cực kỳ là nổi tiếng nhá. Còn đây là dòng lọc nguồn này. Này thì có về thêm được 4 con. Dòng lọc của hãng Nettokin, hàng đẹp nhá. Có mạ là HFP2303, tải là 30A. Và đây là con lọc 1 pha. Bên like thì chúng ta đấu đi vào, bên loát thì chúng ta đấu đi ra. Rất là dễ dàng, rất là tiện lợi nha. Đó. Và con lọc 30A này nó sẽ chạy dòng điện là từ 100 cho đến 250V. Tức là vào dòng điện bao nhiêu nó sẽ ra bấy nhiêu. Made in Japan, hàng đẹp tầm khoảng 95 đến 98%. Các bác có thể nhìn thấy hàng bại mà như thế này thì quá là VIP rồi, không chê vào đâu được nha. Rất là nặng nha. Con này thì tụ và bên trong là những con điện trợ rất là nhiều. Điện trợ này, cuộn cảm này. Tải là 6.500W nha. Em về được 4 con nha các bác, thêm 4 con. Và giá một con lọc nguồn như thế này, em để cho tất cả các bác chỉ có 600.000 đồng một con. Em bao ship toàn quốc nha. Bác nào cần thì liên hệ cho em. Rồi, đi qua những bộ dây AV và những bộ dây ba lăng, dòng dây quân sự luôn nha các bác. Đây là bộ dây AV này. Dây quân sự thì nó bé, nhỏ, nhưng chất lượng âm thanh rất là trong trẻo, rất là sáng tiếng và rất là chi tiết. Dòng này là dòng đời cũ nhá, đời cũ em về lần trước rồi. Loại này thì nó cứng hơn loại đời mới em về này. Loại này thì nó mềm hơn. Và lõi của nó ba lõi nhá. Còn dòng này nó chỉ có được 2 lõi một mát thôi. Dòng này nó 3 lõi, nó lớn hơn. Nó mềm hơn, nó đẹp hơn.
vỏ teflon chống cháy nhá. Đó. Và một cặp AV như thế này, hoàn thiện nhá. Giá em để cho tất cả các bác là 400 ngàn đồng một cặp nhá, 400 ngàn đồng một cặp. Dòng này là dòng đời cũ nhá. Đó. Nhiều bác bảo là nói sau video nó khác mà về thì nó khác, thì hai loại nó khác nhau này. Bác nào cần lên dây này thì báo bên em sẽ lên nhá. Đó, dây này thì lên thì nó rẻ hơn, tại vì lần này em nhập được số lượng nhá, số lượng hơi nhiều nên giá của nó cũng có phần là tốt hơn. Còn loại này bữa trước giá em nhập nó cao hơn, giá là 400 nhá, 400. Em đi dây đơn như thế này. Còn dây ba lăng thì em đi dây đôi nha các bác. Đây, lấy lại quay cho tất cả các bác cùng xem này. Em đi là em đi dây đôi như thế này. Đó, sử dụng đầu jack là đầu jack new chit nhá. Rất là đẹp, rất là sáng nhá, sáng tiếng. Và cặp dây quân sự này, giá em để cho tất cả các bác chỉ có 800 ngàn đồng một cặp nhá. Ba lăng là 800, AV là 400. Còn dây cắt mét này thì 80 ngàn đồng một mét này. Lọc nguồn là 600, jack AV là 75.000 một cặp. Bác nào lấy loại nào thì liên hệ cho em nhá. Rồi, thì em Hoàng xin thân mến kính chào tất cả các bác và anh em. Hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào.